Q.418. Which loan is likeliest to have a balloon payment? A. Fully amortized loans. B. Partially amortized loans. C. FHA loan. D. VA loan. Correct answer is B. Partially amortized loans. Question. Câu hỏi 418. Khoản vay nào có khả năng trả bong bóng cao nhất? A. Các khoản vay được khấu hao đầy đủ. B. Các khoản vay được khấu hao một phần. C. Khoản vay FHA. D. Vay VA. Đáp án đúng là B. Khoản vay được khấu hao một phần.